giá lúa gạo hôm nay 23 tháng 7, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đi ngang với lúa. Trong khi đó, giá gạo tăng nhẹ 50 đồng trên kg với gạo nguyên liệu. Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, giá gạo tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Cụ thể, gạo nguyên liệu IG504 hè thu tăng nhẹ 50 đồng trên kg ở mức 10.700, 10.800 đồng trên kg. Gạo thành phẩm IG504 duy trì ở mức 12.600. 12.700 đồng trên kg. Tại các chợ lẻ, giá gạo ghi nhận không có sự điều chỉnh với các mặt hàng gạo lẻ. Hiện gạo nàng nhen có giá niêm yết cao nhất 30.000 đồng trên kg, gạo jasmine 18 000 000 đồng trên kg, gạo nàng hoa 20.000 đồng trên kg, gạo tẻ thường dao động quanh mốc 15 000 000 đồng trên kg, thơm thái hạt dài 20.000-21.000 đồng trên kg, gạo hương lài 20.000 đồng trên kg, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng trên kg. Gạo trắng thông dụng 17.000 đồng trên kg, gạo sóc thường 18.500 đồng trên kg, gạo sóc thái giá 20.000 đồng trên kg, gạo nhật giá 22.000 đồng trên kg. Với mặt hàng lúa, ghi nhận tại các địa phương giao dịch lúa mới chậm do mưa, lúa cọc chờ cắt, giá ít biến động, nhu cầu mua khá. Tại sóc trăng giao dịch chậm, thương lái ít mua lúa mới. Cụ thể, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, giá lúa không có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Y giờ 50.404 giá giao động quanh mốc 6.900, 7.000 đồng trên kg, lúa đài thơm 8 ở giá 7.100, 7.300 đồng trên kg, lúa om 5.451 giá ở mức 6.900, 7.200 đồng trên kg, lúa om 18 có giá 7.000, 7.200 đồng trên kg, om 380 giao động từ 7.000, 7.200 đồng trên kg, lúa nhật ở mốc ở mốc 7.800, 8.000 đồng trên kg nàng hoa chín giá 6.600-6.800 đồng trên kg, và lúa nàng nhen khô ở mức 20.000 đồng trên kg. Cũng theo đó, thị trường nếp ghi nhận không có sự điều chỉnh so với ngày hôm qua. Nếp đùm 3 tháng 7.100-7.300 đồng trên kg. Ngoài ra, nếp long an khô 9.9.200 đồng trên kg, ổn định so với ngày hôm qua. Mặt khác, nếp 3 tháng tươi ổn định so với ngày hôm qua ở mức 7.100. 7.300 đồng trên kg và nếp Long An 7.400, 7.600 đồng trên kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam không có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, gạo 100% tấm ổn định ở mức 460 USD trên tấn. Gạo tiêu chuẩn 5% tấm giữ vững ở mức 560 USD trên tấn, gạo 25% tấm ở mức 537 USD trên tấn. Giá phân bón hôm nay 23 tháng 7 lặng sóng. Phân Ure có mức giá đi ngang, giao động khoảng 560.000, 590.000 đồng trên bao tại khu vực miền Bắc. Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay, 23 tháng 7 tại thị trường phân bón trầm lặng tại khu vực miền Bắc. Cụ thể, mức giá cao nhất là 870.000, 890.000 đồng trên bao được áp dụng với phân NPK 16, 16, 8 cộng T. Bên cạnh đó, phân Sư P. Lân Lâm Thao có giá bán thấp nhất, rơi vào khoảng 260.000. 290.000 đồng trên bao. Tại khu vực miền Trung, cũng theo khảo sát, giá phân bón tại khu vực miền Trung đi ngang. Cụ thể, phân NPK 2020, -20, 15 đầu châu, song danh hiện có giá bán lần lượt là 940.000, 980.000 đồng trên bao và 920.000, 960.000 đồng trên bao. Bên cạnh đó, từ 530.000 đồng trên bao đến 600.000 đồng trên bao là giá được áp dụng đối với phân URE. Tại khu vực Tây Nam Bộ, thị trường phân bón tại khu vực Tây Nam Bộ hôm nay cũng theo ghi nhận lặng sóng. Chi tiết như sau, phân DAP Hồng Hà có giá niêm yết cao nhất, rơi vào khoảng 1 triệu 25 nghìn, 1 triệu 80 nghìn đồng trên bao. Tương tự, giá phân NPK 20, 20 15 ba con có ổn định trong khoảng 850 nghìn, 900 nghìn đồng trên bao. Tại khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. Tương tự, giá phân bón tại khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đi ngang. Chi tiết như sau, phân NPK 16-16, 8 Cà Mau, Phú Mỹ đều có cùng mức giá khoảng 750.000-800.000 đồng trên bao. Nhỉnh hơn một chú là phân NPK 1616, 8 đầu châu với giá bán từ 830.000 đồng trên bao đến 850.000 đồng trên bao. Tương tự, phân lân lâm thao có giá bán thấp nhất, rơi vào khoảng 270.000-290.000 đồng trên bao.